Xin kính chào quý vị và các bạn. Thể theo yêu cầu của một người anh em, mình tranh thủ giới thiệu với lại người anh em cũng như quý vị và các bạn một đôi loa đài. Đôi loa này kiểu dáng rất chi là lạ. Ở đây nó lại còn vát nhá. Này. Thùng to, kiểu dáng rất chi là lạ lẫm. Thì mình vừa rồi mình test âm thanh nghe bình thường, không có dè dùng gì cả nhá. Đấy, loa hai đường tiếng, một loa bát và một loa check nhá. Đấy, check ở đây thì mình lại phải dùng cái thằng cu con này để kiểm tra thì mới rõ nét được, chứ nghe nhiều khi cũng không biết được, không phát hiện được, phải dùng cái thằng cu con này để kiểm tra. Thì hai cái loa này thì có một cái loa check là còn, còn một cái loa check thì đã ra đi rồi. Ra đi vào cái hồi nào, cung giờ nào, giờ đẹp hay giờ xấu thì mình không biết, thế nên là không báo cáo được nhá. Đấy. Thế còn đương nhiên là cái loa này thì nó phải nói rồi. Thế nhưng mà ý là phải tách tách dây của cái loa này ra khỏi cái loa này để dùng cái thằng cu quan này để kiểm tra thì nó mới rõ nét và chi tiết. Đôi loa này theo mình thì có nguồn gốc xuất xứ là đồng hương với bật mã ôn, đồng hương với bật mã ôn nha. Đấy. Thế nhưng mà nghe lạ cái lỗ tai ra phết. Ngoại hình thì không có bị vỡ nứt ở chỗ nào cả. Và trông cũng 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 đẹp đấy. Này. Trông cũng đẹp đấy. Nãy mình đấu thử vào cái đài Sony 710 nghe hay phết. Đây, bên trong chưa có vệ sinh gì cả nhá. Đây là cái loa của nó đây. Này. Đấy. 8W 4 ohm. Đây là cái loa check này, loa check này. Đấy, kê qua con tụ. Tụ thì đương nhiên là loa check thì phải có tụ vì tụ nó dẫn tín hiệu tần số cao nhá, tần số thấp nó không cho đi qua. Bây giờ mình dùng cái thằng cu con này, mình dùng cái thằng cu con này để mình kiểm tra cái loa check này. Đây. 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 Nha đây. Đấy, liệt xoẹt đấy. Đây. Các thượng đế có nghe thấy rõ không? Đây, liệt xoẹt này. Đấy. Cái loa check bên đây thì là còn tốt nha, còn tốt, cái loa check bên này còn tốt. Còn đương nhiên là cái loa bát này thì là tốt rồi, là tốt rồi. Đấy. Đấy, loa sườn loa vẫn còn sáng loáng. Một cái sang đến cái bên đây, chân ốc không bị gãy, chân ốc này, một này, hai này, ba này, bốn này, năm, sang cái loa bên đây nhá. Đây, cái loa treo bên này, loa treo bên đây mình tách cái con tụ này ra để mình kiểm tra độc lập xem là cái loa này nó còn hay không, thì cái loa này nó đã ra đi rồi. Chỉ còn cái loa bên đây thôi nhá, chỉ còn cái loa bên đây thôi. Đấy. Chân ốc với loa bên đây vẫn còn hết, không bị gãy cái nào cả. Đôi loa này về để các thượng đế coi như thế là đấu nối vào cái gì để nghe, để vào cái đài này đài nọ để nghe nhá, hoặc là chế cháo này nọ cái lọ cái chai tùy ý. Tình hình thì mình báo cáo rồi, một cái loa check bên đây vẫn còn, còn cái loa check bên đây thì cháy rồi nhá. Trân trọng gửi tới các thượng đế trên giải trí S với một mức thóc đệ nhất thiên hạ rẻ 100.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển, 100.000 đồng nếu bóc tách ra thì cũng 30.000 tiền thùng xốp. Cứ chơi thùng xốp mới thì chỉ còn có 70.000 đồng cái đôi loa như này thôi. Nên là các thượng đế cũng không nên mặc cả, không nên trả giá nữa nha. Thôi xin phép dừng video ở đây. Thân ái chào tạm biệt.